Chào mừng các bạn đến với phần đọc thơ của bạn tuổi trẻ lớp 2 Trần Gia Bảo. Và đạo diễn gì? Đạo diễn Trần Tuấn, anh Tuấn. Bố phải ấy làm đạo diễn dở hết. Đó, bài này là đừng cười nữa. Không, con sẽ hỏi người đạo diễn khác đấy. Ta yêu quê ta. Ta yêu quê ta. Bài này hơi quen đi. Yêu từng bản ruộng lối mòn, đỏ tươi bông gạo rít biết dần ngàn dâu. Yêu con sông mà sống sao, dòng sông tuổi nhỏ dì dào hát ca. Yêu hàng ớt đã ra hoa, đám dưa trổ nụ, đám cà trổ bông. Yêu sao tiếng mẹ ru nồng, tiếng thoi lá tiếng thoi lách cách bên nông dâu tầm.